năm 2005, ông Lê Đắc Sơn, khi đó đang là tổng giám đốc ngân hàng VPBank, đã hiện thực hóa giấc mơ của mình từ thời sinh viên và cùng với 12 nhà khoa học bắt tay vào xây dựng đề án thành lập trường Đại học Đại Nam dưới sự bảo trợ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Sau gần 2 năm rưỡi xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định, ngày 14 tháng 11 năm 2007, Đại học Đại Nam đã được Thủ tướng Chính phủ trao quyết định thành lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhận tiến sĩ Lê Đắc Sơn trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên cùng 5 thành viên Hội đồng Quản trị gồm ông Đỗ Quân, ông Lê Đình Đạo, ông Đoàn Hồng Nam, ông Lê Đắc Lâm, ông Phan Ngọc Hiếu. Nhà trường đã mời nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiến sĩ Vũ Thị Liên là hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Mỗi người khi sinh ra đều có một cái số mệnh và một cái sứ mệnh riêng. Số mệnh hay còn thường gọi là số phận thì của một con người, người ta thường được đo bằng sự giàu nghèo, vui buồn, sướng khổ trong cái cuộc đời mà con người ta trải qua. Còn sứ mệnh là cái công việc mà người đó làm để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Đối với tôi thì sứ mệnh của tôi là ngành giáo dục. Mặc dù đã trải qua rất nhiều môi trường làm việc, từ khi là một người cán bộ trong quân đội, rồi đi học tập, làm việc ở nước ngoài, rồi làm việc ở những lĩnh vực ngân hàng, vân vân, thì cuối cùng tôi lại quay về với sự nghiệp giáo dục đại học. Đây là cái sứ mệnh nhưng cũng là mơ của tôi từ khi bắt đầu bước chân vào học năm thứ nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi đã mơ một ngày nào đó sau khi ra trường, tôi sẽ trở thành một giảng viên của một trường đại học nào đó để tiếp tục sự nghiệp giáo dục đại học. Rất may mắn, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 10 năm 1979, khi đó tôi 22 tuổi và chính thức được trở thành giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng như mơ ước của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường từ năm thứ nhất. Và cũng qua rất nhiều công việc khác nhau, những phần còn lại của sứ mệnh mình làm về giáo dục đại học, tôi muốn xây dựng trường Đại học Đại Nam của chúng tôi là nơi để đào tạo ra các thế hệ sinh viên, người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt để dẫn dắt xã hội xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, để cho nền giáo dục nước nhà từng bước thay đổi, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Và với sức mạnh của mình như vậy, nếu tôi làm được tốt những cái điều mà sứ mệnh nhà trường đã đặt ra, tức là tôi đã làm tròn mệnh. Và như vậy, cái sứ mệnh mà mình sinh ra ở trên cuộc đời này phải thực hiện, thì tôi đã làm được như những cái mong muốn. Kể từ ngày nhận quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ, đến nay là tròn 15 năm, trường Đại học Đại Nam đã trải qua nhiều thử thách, trong đó lớn hơn cả là định kiến của xã hội bấy giờ về những trường đại học tư thục. Thế nhưng, bằng trí tuệ tập thể, bằng ý chí, quyết tâm và sự đoàn kết trên dưới một lòng, tất cả vì sinh viên, Đại học Đại Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng được nền tảng vững chắc về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo tiên tiến và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đại học Đại Nam đã trải qua thời kỳ khó khăn kinh khủng. Tôi còn nhớ lúc đó cô kế toán trưởng có sang gặp tôi và nói: chị ơi, chị nói với các anh các chị hay là dừng đầu tư đi. Em thấy đầu tư mãi như thế này mà không thấy kết quả đâu cả. Trong khi lãi suất ngân hàng có lúc lên tới 20-22%. Thì tôi có nói với cô ấy rằng: em cứ yên tâm, các anh các chị làm giáo dục không phải để kiếm tiền, mà các anh các chị, chúng tôi có tiền rồi mới đi làm giáo dục. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một trường đại học
để trở thành di sản để đời và đóng góp cho cái sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Nên cho dù khó khăn mấy cũng quyết tâm làm, và chúng tôi đã đồng lòng vượt qua để có Đại Nam như ngày hôm nay. Năm học 2007-2008, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh khóa đầu tiên với quy mô 35 cán bộ giảng viên, 4 ngành đào tạo và 230 sinh viên, lấy tòa nhà HESCO, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội làm trụ sở. Năm 2009, Đại Nam có 4.300 sinh viên theo học tại 6 ngành đào tạo. Năm 2010, Đại học Đại Nam chuyển trụ sở về số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Quy mô đào tạo đạt 5.500 sinh viên tại 7 ngành đào tạo. Năm 2011, từ một mảnh đất chiêm trũng tại Hà Đông, nay là số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, nhà trường vừa đào tạo, vừa dốc công xây dựng tòa nhà 9 tầng đầu tiên, cùng 12 dãy ký túc xá, 3 dãy nhà ăn đủ đáp ứng những điều kiện tối thiểu, để Đại Nam tự tin mở rộng quy mô đào tạo, lúc này đang đạt 6.600 sinh viên tại 8 ngành đào tạo. Năm 2013, Trường Đại học Đại Nam tự hào là trường đại học tư thục đầu tiên được cấp phép đào tạo hệ đại học chính quy ngành dược học, đồng thời được cấp phép tuyển sinh sau đại học, trình độ thạc sĩ ngành tài chính, ngân hàng với quy mô đào tạo đạt 7.600 sinh viên tại 9 ngành đào tạo. Năm 2014, vinh dự được trao tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo đại học, giải thưởng Chu Văn An về thành tích giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015. Quy mô đào tạo đạt 8.700 sinh viên tại 9 ngành đào tạo. Năm 2015, tiếp tục được trao tặng cờ thi đua thành tích tiêu biểu xuất sắc, cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy mô đào tạo đạt 8.000 sinh viên tại 10 ngành đào tạo. Năm 2016, được cấp phép đào tạo trình độ đại học chính quy ngành điều dưỡng, tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo khối ngành sức khỏe. Nâng quy mô đào tạo đạt 9.000 sinh viên tại 11 ngành đào tạo. Năm 2017, sau 10 năm thành lập, Đại học Đại Nam vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đạt quy mô 9.500 sinh viên tại 12 ngành đào tạo. Năm 2018 là trường đại học đầu tiên ở khu vực phía Bắc có khách sạn thực hành 3 sao để sinh viên thực hành. Năm 2019, nhà trường tiếp tục tiếp quản và vận hành khách sạn thực hành 5 sao Đà Nẵng và khách sạn thực hành 4 sao tại Bắc Ninh. Tháng 11 năm 2019, vinh dự là một trong 8 trường đại học đầu tiên đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2020, Đại học Đại Nam là một trong 2 trường đại học tư thục được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế cấp phép đào tạo ngành y đa khoa. Cùng năm 2020, Trường Đại học Đại Nam được cấp phép đào tạo thạc sĩ tổ chức quản lý dược, đạt 10.000 sinh viên tại 15 ngành đại học chính quy. Tháng 1 năm 2021, nhà trường tiếp tục khởi công xây dựng quần thể trường giai đoạn 2 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 1.800 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, phục vụ công tác đào tạo sinh viên vào học tại nhà trường ngày càng tăng qua các năm, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn cho đất nước. Tôi xuất thân từ một người làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Cho dù bôn ba hải ngoại và sau này khi về nước làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tôi vẫn đau đáu nghiệp làm thầy và muốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Mặc dù khi còn đang định cư ở nước ngoài, tôi đã ngay lập tức nhận lời mời của anh Sơn tham gia vào Đại học Đại Nam. Và từ đó, anh em chúng tôi chung lưng đấu cật, vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, với vốn liếng ban đầu chỉ là một quyết định của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng một trường Đại học Đại Nam như ngày hôm nay. Tháng 4 năm 2022, tòa nhà giai đoạn 2 nằm trong dự án 1.800 tỷ đồng đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, đồng thời tiếp tục khởi công xây dựng 2 tòa nhà hiệu bộ và trung tâm khởi nghiệp. Tháng 7 năm 2022, hoàn thành việc chuyển toàn bộ cơ sở Vũ Trọng Phụng về trụ sở chính tại số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Đại học Đại Nam chính thức quy về một mối, tập trung mọi nguồn lực để tăng tốc phát triển. Cùng năm học này, quy mô sinh viên của nhà trường là 11.000 sinh viên tại 23 ngành đào tạo. Tính đến nay, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đại Nam đã và đang có 32.000 sinh viên, học viên theo học. Trong đó, hơn 20.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường. Để làm nên thành công của Trường Đại học Đại Nam ngày hôm nay, bên cạnh sự lãnh đạo của người thuyền trưởng là Tiến sĩ Lê Đắc Sơn, là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường. Đặc biệt, Đại học Đại Nam quan tâm phát triển đội ngũ nhân sự tinh hoa, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực chiến và nhiệt huyết với sự nghiệp trong người, xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh. Và như vậy, từ 35 cán bộ,
giảng viên và nhân viên khóa đầu tiên đến nay, Đại học Đại Nam đã quy tụ được hơn 800 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 3 giáo sư, 50 phó giáo sư, 123 tiến sĩ, 375 thạc sĩ. Và thật tự hào trong số đó, có gần 500 nhân sự có thâm niên gắn bó với Đại Nam từ 5 đến 15 năm. Đại học Đại Nam 15 tuổi, tôi cũng là người dành 15 năm thanh xuân của mình cho nhà trường. Trong suốt 15 năm qua, có những giai đoạn cũng có lúc thăng trầm, nhưng tôi vẫn một lòng đồng hành cùng với nhà trường. Thứ nhất, vì tôi tin tưởng có sự dẫn dắt tài tình, quyết liệt, dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trong điều hành của thuyền trưởng tiến sĩ Lê Đắc Sơn. Tôi tin chắc chắn rằng Đại học Đại Nam sẽ là một trường có thương hiệu trên bản đồ giáo dục Việt Nam. Thứ hai, lãnh đạo nhà trường luôn sát sao công việc, sẵn sàng chia sẻ, truyền nhiệt huyết và lan tỏa tình yêu công việc cho toàn hệ thống với gần 1.000 cán bộ công nhân viên. Thứ ba, tập thể đoàn kết, đồng lòng trên dưới. Tại Đại học Đại Nam chúng tôi được cơ hội tối đa để thể hiện năng lực, được thể hiện quan điểm cá nhân, không có sự chèn ép, ganh ghét hay nịnh bợ. Mỗi cá nhân cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao sẽ được ghi nhận. Giảng viên thì phải dạy tốt, cán bộ công nhân viên phải phục vụ tốt. Tôi vẫn hay nói đùa là tại nhà trường, ai biết bơi sẽ nổi. Chính vì văn hóa đó đã tạo nên thành công của Đại học Đại Nam sau 15 năm. Chúc mừng Đại học Đại Nam sinh nhật 15 tuổi. Với tôn chỉ, việc gì có hại đến người học, dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm. Việc gì tốt nhất cho người học thì hết lòng, hết sức. Đại học Đại Nam đã xây dựng được một môi trường đào tạo thực học, thực làm, thực dạy, không dung túng cho bất kỳ hành vi gian dối nào. Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích gia tăng nhanh chóng, đội ngũ hùng hậu phục vụ cho công tác đào tạo. Đại học Đại Nam có hệ thống giảng đường, phòng thực hành máy tính, trung tâm thực hành ngành dược, phòng thực hành thí nghiệm Skin Lab, vườn thuốc, nhà thuốc thực hành, xưởng thực hành công nghệ thông tin, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thực hành tài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán, với 3 khách sạn thực hành 3 sao, 4 sao, 5 sao, công ty lữ hành tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cơ sở vật chất đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hiện, Đại học Đại Nam đang tiếp tục xây dựng quần thể trường giai đoạn 2 trên diện tích 9 ha. Sau khi hoàn thành, Đại Nam đủ điều kiện đào tạo quy mô 20.000 sinh viên mỗi năm. Với sứ mệnh đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt, Đại học Đại Nam xây dựng hệ sinh thái học tập cho sinh viên tập trung vào 5 giá trị cốt lõi. 1. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành giúp sinh viên muốn học và có thể học tập mọi lúc, mọi nơi. 2. Nói không với áp lực thi cử bằng các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, linh hoạt, phù hợp với năng lực người học và yêu cầu của thực tiễn. 3. Tăng cường trải nghiệm tối đa giữa học và hành tại doanh nghiệp với tất cả các ngành, chuyên ngành đang được đào tạo tại nhà trường. 4. Hệ thống cố vấn học tập tận tâm, chuyên nghiệp đồng hành giúp đỡ sinh viên trong cả khóa học. 5. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tài chính cho sinh viên bằng các hình thức thực hành, thực tập tại doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Lấy sinh viên làm trọng tâm, lấy chất lượng đào tạo làm mục đích, lấy trải nghiệm thực tế làm đường dẫn, trường Đại học Đại Nam đang tích cực, nỗ lực và tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo sinh viên ra trường có việc làm tốt, thu nhập ổn định, góp phần đào tạo cho xã hội đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Để đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, Đại học Đại Nam đặc biệt chú trọng phát triển toàn diện cho người học. Đó là cách yêu thương và bảo vệ bản thân, lòng hiếu lễ với ông bà cha mẹ thông qua bài học của bộ môn kỹ năng mềm, thái độ sống tích cực và tính kỷ luật thép của quân đội thông qua chương trình đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh tại trường. Đặc biệt, chương trình đào tạo thể chất khác biệt với các môn tự vệ, yoga, dance, trang bị cho sinh viên các kỹ năng phòng vệ, sự dẻo dai và thói quen thể dục thể thao sẽ theo các em suốt hành trình cuộc sống. Đồng thời, Đại học Đại Nam đặc biệt chú trọng đến các hoạt động đoàn thể và thiện nguyện. Đó cũng là một trong những hoạt động làm nên thương hiệu trường Đại học Đại Nam. Không chỉ tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích, mang đến những trải nghiệm thiết thực, quý giá mà còn có sức lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng xã hội. Chương trình thường niên, tấm bánh nghĩa tình, đồng ấm yêu thương, Tết đoàn viên, tình nguyện mùa hè xanh, hội trại truyền thống, các hoạt động vì môi trường, các hoạt động văn hóa hướng về cộng đồng. Qua các hoạt động mang đậm ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc đó, sinh viên trường Đại học Đại Nam được giáo dục nhân cách, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đặc biệt là xã hội. Gần 1.000 con người trong ngôi nhà chung Đại học Đại Nam. Chúng tôi không là những cá nhân xuất chúng, nhưng chúng tôi có chung một ý chí,
khát vọng, niềm tin và sứ mệnh làm thầy. Cảm ơn mái nhà chung Đại học Đại Nam, cảm ơn những thế hệ thầy cô và đội ngũ cán bộ nhân viên đã chung lưng đấu cật để làm nên một Đại Nam ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để các thế hệ sinh viên Đại Nam luôn tự hào về nơi mình đã lựa chọn và gắm tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, tiếp tục là nơi chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động, thông minh và bản lĩnh.